Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video của mình ngày hôm nay. Thì hôm nay mình mới mượn được một cái máy phun thuốc sâu của một người bạn của mình. Máy này rất là đặc biệt nha các bạn, rất là nhỏ gọn và đặc biệt đó là rất là rẻ tiền, tự chế tạo. Thì đây là cái bơm này chúng ta mua ở ngoài các cái tiệm điện cơ, người ta gọi là các cái bơm của máy phun thuốc sâu. Đâu đó khoảng 200 ngàn đổ lại. Đây là dây áp lực. Dây áp lực này thì ở mình người ta bán là khoảng 1 mét 15 ngàn. Và cái đầu phun thuốc sâu này thì cũng rất là rẻ thôi. Thì máy này có một cái ống hai đường, một đường để hút vào và một đường để gắn dây áp lực phụt ra ngoài. Thì máy sử dụng bình 12V. Ở đây mình sử dụng cái bình của xe đạp điện. Thì bạn của mình đã test cái máy này, nó có thể một cái bình này có thể bơm được cả ngày mà không hết. Thì những người mà đi làm rẫy họ như bạn của mình á, là mang những cái máy này đi rất là gọn nhẹ. Không phải những cái máy lớn cồng kềnh. Hôm nay mình sẽ phun thuốc sâu và phân bón lá cho cây sầu riêng nhà mình. Cây này thì đang thời kỳ ra hoa và cây rất là cao nên mình không thể phun bằng những cái bình cầm tay được. Ra hoa rất là nhiều, mình phun thuốc sâu để diệt sâu bọ. Cây này bây giờ cao khoảng tầm trên 3 mét. Và mình sẽ phun cho một cái bơ nữa. Cái bơ rất là to, rất là khủng luôn. Đó. Nhìn những cái máy như thế này mới phụt được chứ, mới mới bơm được chứ chúng ta không thể bơm bằng tay được. Vì nó rất là cao. Máy này chế tạo cũng rất là đơn giản nha các bạn. Nếu bạn nào có nhu cầu mua máy thì liên hệ trực tiếp với mình bằng cách là comment ở phía dưới. À, đây là bình, đây là cái thuốc mình đã pha vào trong cái xô như thế này. Do mình không phải là người làm nông chuyên nghiệp cho nên mình thích sử dụng những cái thiết bị mà nhỏ gọn, mang đi bằng xe máy được và sử dụng bình xe máy được. Chứ còn những cái thiết bị mà lớn cồng kềnh chạy bằng những cái xe càng, xe máy nổ thì mình lại không có thích cho lắm. Dây này thì rất là dài, hiện tại mình là nối với dây này 10 mét. Và để phụt được lên trên cao, phun được lên trên cao như vậy thì chúng ta sẽ nối cột cái dây này vào một cái ống hoặc là một cái cây dài. Từ đó chúng ta đứng từ xa chúng ta có thể phun được rất là dễ dàng. Đó, bây giờ là máy đã bắt đầu hoạt động rồi. Đó, các bạn có thể thấy được. Nó phun rất là mạnh và rất là khỏe luôn. Khi cái đầu thuốc sâu này, cái đầu đầu phun này mình có thể chỉnh được cái tia nước nha các bạn. Chỉnh được chế độ phun sương hoặc là cái phun phun tia như thế này thì tùy vào cái nhu cầu của mình. Đó, rất là gọn nhẹ. Phun thuốc sâu rồi là phun phân bón lá rất là khỏe luôn. Đó, các bạn thấy chứ, phun rất là thích luôn. Lát nữa thì sau khi phun xong mình sẽ quay vào tận gốc cho các bạn xem cái máy này nó phun có tác dụng hay như thế nào. Cái cây sầu riêng này là mình đã trồng được khoảng 7 năm rồi mà mình đã hãm đọt rồi nha các bạn. Nếu mình mà không có chặt đọt thì chắc nó cao khoảng 6-7 mét rồi.
mình phun cho thật là đậm luôn. Phun xong cái cây sầu riêng này, mình sẽ chuyển sang phun cho cây bơ. Cây bơ rất là cao và to, mình sẽ dùng một cái cây dài hơn để cột vào cái vòi phun này. À, mình xin nhắc lại là cái máy này chế tạo rất là đơn giản và nó sử dụng rất là bền. Bạn của mình đã thử dùng nó để bơm nước giếng lên trên bồn mà bơm nguyên một đêm. Kết quả là cái máy này vẫn là không sao hết, vẫn sử dụng tốt. Do đó các bạn nào mà có nhu cầu sử dụng cái máy này á, có thể liên hệ bằng cách là comment ở phía dưới của mình. Mình sẽ ship tận nơi cho các bạn nha. Thì cái giá máy mà máy bơm này á, không kèm theo bình ấy thì khoảng 600 đổ lại. Còn bình các bạn có thể sử dụng bình xe máy hoặc là xin bình của những cái bình xe 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 đạp điện, là cái bình xe hư, bình 12V á. Còn bây giờ mua bình mới thì nó cũng rẻ thôi, khoảng 200 ngàn đổ lại là chúng ta sẽ có một cái bình mới, bình xe máy á. Thì rất là khỏe luôn. Nó xịt như vậy nhưng mà chúng ta có thể là xịt được sân nha các bạn, nó mạnh lắm. Cái tia này nó mạnh lắm, xịt được cả sân luôn đó. Thì đây là sau khi mình xịt xong á, thì mình quay gần lại cho các bạn xem. Xịt ướt đẫm cây luôn. Y như là mưa luôn, xịt phun y như là mưa 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 lên cây luôn. Đó, phân bón lá và thuốc sâu mình phun chung như thế này luôn. Hy vọng năm nay cái cây này sẽ được trái. Thì video giới thiệu về cái máy phun thuốc sâu mini của mình đến đây là hết rồi. Thì các bạn nào có nhu cầu mua máy thì liên hệ trực tiếp với mình bằng cách là comment ở phía dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha.